Hello, xin chào tất cả các bạn. Mình là Long đến từ trường âm nhạc Adam Music. Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn cách để mà xin vocal bằng phần mềm Studio One để mà remix được một cái bài nhạc mà các bạn thích. Rồi mình bắt đầu ha. Thì điều đầu tiên là mình sẽ phải có được một cái file vocal, chỉ có vocal thôi nha. Thì mình đã có sẵn ở đây một cái file vocal rồi. Ngày hôm qua sẽ không cho ta trở về. Từ phút ấm êm nơi yêu thương đang chất đầy, là những chia che, là những vòng tay. Ok, thì mình cần phải biết được cái vocal này nó đang được hát ở tempo bao nhiêu. Thì cách để mà đo tempo cái vocal này nhanh nhất á, thì các bạn có được cái bài gốc của nó. Thì ở đây mình có chuẩn bị sẵn một cái đoạn, một đoạn của cái bài gốc, thì mình cùng nghe ha. Thì dựa trên cái này mình sẽ đo tempo của bài hát này ha. Thì có một cách để đo tempo của bài nhạc này có là các bạn tap vào cái chữ tempo nè, các bạn lít chuột vào cái chữ tempo này đó để các bạn đo. Ví dụ như các bạn nghe cái bài nhạc như thế này ha. Rồi nó mình cuối cùng mình cũng đo được cái tempo của nó, đó là tempo 92. Thì mình điều đầu tiên là các bạn phải làm sao để biết được cái tempo này, và các bạn click chuột phải vào cái vocal của mình ha. Đây mình sẽ nhập vào cái file tempo này là 92. Rồi tiếp theo là các bạn phải biết được đó là điểm bắt đầu của cái câu hát đó, cái điểm bắt đầu của ô nhịp. Thì các bạn kéo nó vào cho nó chuẩn để mà mình lúc mà mình phối khí á, cái lúc mà mình remix á, nó sẽ đúng nhịp. Đây kéo vào ví dụ vậy. Hãy hỏi trái tim ta xem đâu là điều quý giá. Hãy dành những yêu thương hôm nay trọn vòng tay ta. Rồi các bạn nhớ bật tempo lên, bật metronome lên để mà mình kiểm tra xem là cái vocal của mình đã đúng nhịp hay chưa nha. Đây. Hãy hỏi trái tim ta xem đâu là điều quý giá. Hãy dành những yêu thương hôm nay trọn vòng tay ta. Rồi mình đã chắc chắn được là cái tempo của mình nó đã đúng rồi. Thì bước tiếp theo các bạn cần click chuột vào đây, cái chỗ này. Thì nó có ghi cái dòng là tempo là follow. Thì các bạn chọn về time track. Rồi ok ha. Bây giờ mình sẽ thay đổi tempo của bài nhạc nha. Mình đưa lên 120 đi. Rồi mình cũng nghe thử cái vocal này nó thay đổi như thế nào ha. Ngày hôm qua sẽ không cho ta trở về. Phút ấm êm nơi yêu thương đang chất đầy, là những chia che, là những vòng tay. Điều quý giá nhất nơi con tim là những gì. Đó, các bạn có thể nghe nó nhanh hơn đúng không? Thì mình đã tăng tempo của cái vocal này lên rồi. Nhưng mà nếu mà các bạn không có để time track á, mà các bạn để follow á, thì nó sẽ không có theo cái tempo của các bạn, mà nó sẽ giãn ra. Nè, các bạn sẽ nghe thử ha. Ngày hôm qua sẽ không cho ta trở về. Từ phút ấm êm nơi yêu thương. Đó, nó làm cho cái vocal của các bạn lệch tempo hết luôn. Thì các bạn sẽ không có thể nào remix trên cái vocal như thế này được. Rồi mình trả lại time track ha. Rồi ok, thì bước tiếp theo là các bạn chỉ cần dựa trên cái tempo và cái vocal này, các bạn soạn hòa âm cho nó.
rồi soạn trống cho nó, và những cái ví dụ như là những cái nhạc cụ khác để mà các bạn có thể hoàn thành cái bản remix của mình một cách dễ dàng hơn. Rồi các bạn nhớ để cái time base này là 3 ha, thì để cho các bạn dễ kiểm soát cái vocal của các bạn, coi là các bạn đã để cái vocal này đúng tempo hay chưa, đó, đúng cái điểm bắt đầu của cái vocal này hay chưa. Đó, ví dụ như mình để ở đây là second đi, đó thì mình không có biết được là cái chỗ nào là cái điểm bắt đầu của cái vocal này hết, vì nó đang tính theo dây đó, thì các bạn đổi qua thành bar. Rồi ok, rồi ngoài ra nếu mà các bạn muốn tìm hiểu cách sử dụng phần mềm Studio One thì các bạn có thể xem cái video clip ở trên này đó, thì mình chia sẻ rất là nhiều cái điểm cơ bản để mà các bạn có thể sử dụng được cái phần mềm Studio One này ha. Rồi nếu các bạn có thắc mắc gì thì cứ comment phía dưới cho mình, thì mình sẽ trả lời vào một cái video clip tiếp theo. Ok, thì ngoài ra ở Adam Music cũng đang có khóa học kỹ thuật về kỹ thuật phòng thu và hòa âm phối khí, thì nếu các bạn muốn tìm hiểu nhiều hơn, muốn làm riêng cho mình một bài nhạc, hoặc là các bạn muốn có thể tự thu âm ở nhà, thì bạn có thể đến Adam Music và tham khảo các khóa học vừa rồi. Ok, thì nếu các bạn thấy video clip này hữu ích thì hãy bấm subscribe, share và nhớ bấm chuông thông báo để nhận được những video clip tiếp theo của mình nha. Cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở những video clip tiếp theo.